Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại huyện Phong Thổ đã diễn ra hội nghị gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa phòng tư pháp các huyện, thành phố năm 2024 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành tư pháp 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại giá trị truyền thống lịch sử ngành tư pháp trong 79 năm qua. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, ngành tư pháp tỉnh Lai Châu đã có nhiều đổi mới tích cực, không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy cán bộ, chất lượng hiệu quả hoạt động, công tác tư pháp ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp Lai Châu đã thực hiện thẩm định 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tiếp, đã thu hút được hơn 5.000 lượt người tham dự. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiếp nhận, hòa giải thành 506 trên 577 vụ việc. Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra, ngành tư pháp Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác tư pháp trong tình hình mới. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Sìn Hồ và Hội Nông dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ đã tổ chức hội nghị hợp tác vùng sản xuất, rau an toàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã khái quát sơ qua địa lý, hành chính, tiềm năng khí hậu, những nét văn hóa nổi bật, tình hình kinh tế xã hội, kết quả công tác hội và phong trào nông dân của hai huyện, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, kiểm tra, giám sát, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vấn đề sản xuất rau an toàn, hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thông qua hội nghị, góp phần trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội trong thời gian tới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình phát triển vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa, những cách làm sáng tạo hiệu quả. Từ đó tuyên truyền phổ biến đến cán bộ hội viên nông dân hướng tới phát triển các mô hình nông nghiệp an toàn trên địa bàn huyện. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và Hội Nông dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về hoạt động công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2024-2028, đoàn công tác huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lên thăm và tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Phìn Hồ và phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ. Theo đó, tại mỗi đơn vị trường, đoàn đã tặng 50 suất quà, 1.500 quyển vở và nhiều đồ dùng cá nhân khác như quần áo, giày dép, bánh sữa. Đây là những phần quà đầy ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần, thể hiện sự chia sẻ đối với các em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đoàn công tác cũng mong muốn các đơn vị trường tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc La Hủ ở Lai Châu có gần 3.000 hộ dân, trên 12.000 khẩu chủ yếu cư trú ở huyện Mường Tè. Những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đầu tư hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc. Các chính sách đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc nơi đây. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ nét. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn các huyện nói chung và đồng bào dân tộc La Hủ nói riêng. Như đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng các tuyến giao thông liên xã và tới các bản, sắp xếp lại dân cư, tạo tiền đề giúp người dân phát triển kinh tế, tự lực vươn lên thoát nghèo. Đến nay, các bản có dân tộc La Hủ sinh sống đã có đường giao thông đi lại được thuận lợi, các chính sách về giáo dục, hệ thống điện nước, y tế được đầu tư đồng bộ. Từ các chính sách hỗ trợ đồng bào, dân tộc La Hủ bước đầu đã dựa vào các tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo ra vùng sản xuất như là quế, giềng, cây sa nhân, thảo quả, dưới tán rừng,
và đặc biệt đưa một số cây có giá trị như là sâm Lai Châu vào trồng tại các xã Bum Tở, Pa Vệ Sủ, Tá Bạ. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ để tập trung cho phát triển dân tộc đồng bào này. Nhưng mà trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì hiện nay đồng bào dân tộc Đa Hủ theo quyết định 1719 cũng chưa được đưa vào dân tộc đặc biệt khó khăn đặc thù. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với tỉnh, với các bộ ngành trung ương, với chính phủ và đặc biệt Ủy ban dân tỉnh đã có cái văn bản đề nghị với chính phủ công nhận đồng bào dân tộc Đa Hủ là đưa vào diện khó khăn đặc thù để có những cái chính sách hỗ trợ cho đồng bào này riêng như các cái đồng bào dân tộc Cống Mạng và Si La. Pa Hủ là xã khó khăn nhất huyện Mường Tè, nơi có 870 hộ trên 3.700 nhân khẩu, trong đó người La Hủ chiếm hơn 98%. Nơi đây từng được biết đến là vùng lõi nghèo của huyện, có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 95%. Cuộc sống của đồng bào La Hủ thường du canh du cư theo từng mùa nương rẫy. Nhưng nhờ bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, bà con La Hủ đã xuống núi an cư lập nghiệp, tập trung phát triển kinh tế làm ruộng, tham gia bảo vệ rừng đầu nguồn. Người dân được đào tạo nghề, trẻ em được tới trường, dễ dàng được tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy đời sống đã có nhiều đổi khác. Bây giờ gia đình chăn nuôi lợn, nuôi trâu bò nên không vất vả như trước. Giờ có nhà cửa ổn định, ốm đau, được đến trạm y tế kịp thời. Cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước nhiều rồi. Trong 5 năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, từ điện, đường đến trường học và trạm y tế. Chính quyền đã triển khai các chương trình đảm bảo nguồn nước sạch, hỗ trợ cây trồng vật nuôi, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường. Đối với đồng bào dân tộc La Hủ thì là cũng điểm xuất phát thấp. Do vậy thì chính sách cho đồng bào dân tộc La Hủ thì vẫn chưa là đủ là lực để đưa ra đồng bào dân tộc ra đưa lên thoát khỏi nghèo bền vững. Cũng mong muốn là đồng bào dân tộc La Hủ là sẽ tiếp tục được Đảng nhà nước quan tâm đưa nhóm dân tộc La Hủ là dân tộc khó khăn, còn nhiều khó khăn để đưa vào nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù để hưởng lợi các chính sách theo nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù. Những nỗ lực này đã mang lại những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống của người La Hủ đã cơ bản ổn định. Nhiều gia đình tham gia giữ rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Trung bình các hộ tham gia bảo vệ rừng được chi trả 20 triệu đồng mỗi năm. Những năm gần đây, từ việc triển khai hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường có vốn đầu tư trồng trọt chăn nuôi, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao, từ đó giúp họ vươn lên, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2022, gia đình chị Lò Thị Thóm ở bản Na Phát 2, xã Bình Lư được vay 100 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Từ nguồn vốn vay, gia đình chị đã đầu tư mở rộng diện tích trồng bí đao Nova 209 theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên 1,2 ha. Một năm, gia đình chị tập trung trồng và chăm sóc được 2 vụ bí đao, thu về gần 200 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình chị Thóm còn đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Cũng nhờ có cái nguồn vốn hỗ trợ, quỹ hỗ trợ nông dân huyện thì tôi và gia đình tập trung vào chăm sóc vào cây bí nên là không phải lo nghĩ về vấn đề vốn nữa. Nên là cái thời gian mình thoải mái để chăm sóc cho cây bí nên là hiệu quả nó cũng rất là cao. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, thời gian qua, hội nông dân các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền vận động giúp cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, trong quá trình bình xét cho vay, hội nông dân huyện tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn. Cán bộ hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn, kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên, góp phần đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất hiệu quả. Khi thành lập các tổ hợp tác, với lại từ trước đến giờ thì là hội nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đến vay các nguồn vốn, thì gồm có các tổ chức vay vốn thì là có Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp.
Ngoài hai ngân hàng thì là hội nông dân còn có cái nguồn vốn là quỹ hỗ trợ nông dân. Thì hội nông dân xã Bình Lư cũng đã triển khai đầy đủ đến cho các hội viên để các hội viên được tiếp cận các nguồn vốn dễ dàng hơn, nhanh hơn và thuận lợi nhất. Thì hiện tại hội nông dân thì đang triển khai các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì đang có hai cái dự án đang thực hiện trên địa bàn. Hiện quỹ hỗ trợ nông dân do hội nông dân huyện đang quản lý đã đầu tư 21 dự án, chủ yếu là thực hiện các mô hình trồng trọt chăn nuôi cho 159 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân. Nguồn vốn này đã giúp cho hội viên nông dân bổ sung cái nguồn lực về tài chính để đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế. Và trong năm qua thì xuất hiện rất nhiều các cái cá nhân, những cái hộ vay vốn sử dụng vốn vay rất có hiệu quả, với thu nhập có thể mỗi năm là trung bình từ 500 đến 600 triệu đồng trên năm. Thông qua cái việc mà quản lý điều hành sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Và trong tháng tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện đồng bộ các cái giải pháp những năm qua đã thực hiện, làm sao mà lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp, có tính khả thi và lựa chọn những cái hội viên nông dân mà thực sự là có khát khao, có quyết tâm, có nỗ lực vươn lên, có cách làm phù hợp để tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ để làm sao mà không chỉ phát triển kinh tế hộ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa, đặc biệt là xảy ra một số đợt mưa lớn, dông lốc đã làm một người chết tại bản Xéo Leng 1, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ do bị đá lăn trúng khi đi trên đường. 58 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng. Ngoài ra, có gần 47 hecta cây trồng bị thiệt hại, 500 m2 rừng trồng bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều cây xanh đô thị bị đổ gãy, 1 hecta thủy sản bị thiệt hại, 3 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị sạt lở hư hỏng, 25 cột điện bị đổ gãy, một số trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị bị sụt lún, tốc mái, cùng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Cơ quan chuyên môn cùng các ngành liên quan và các địa phương tiếp tục tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Hiện nay, tổng đàn gia súc tại huyện Tam Đường có gần 40.000 con. Trong đó đàn trâu có trên 7.800 con, đàn bò ngựa có 830 con và trên 31.000 con lợn, với tỷ lệ tăng đàn đạt 5%. Xác định việc tiêm phòng các loại dịch bệnh là rất cần thiết trong chăn nuôi, nên ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền người dân quan tâm tới công tác tiêm phòng. Cùng với đó, thông qua nguồn ngân sách địa phương, huyện đã cấp thuốc phun tiêu độc khử trùng và các loại vaccine cho nhân dân tiêm phòng cho đàn gia súc. Trong 8 tháng, toàn huyện đã tiêm trên 32.000 liều vaccine cho đàn gia súc. Để đảm bảo đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, thời gian tới huyện Tam Đường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với việc hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc gia cầm nhằm không để dịch bệnh bùng phát làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của đàn. Sáng ngày 24 tháng 8, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hủy Luông, Tòa Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2024, tại nhà ở của Lì A Po, Lì A Ze và điểm trường Nậm Le 2 thuộc bản Nậm Le 2, xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, giữa Lì A Ze và anh Lì A Po đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Lý A Ze đã dùng dao nhọn có tổng chiều dài 24,5cm chém 3 nhát vào anh Lý A Po. Hậu quả, anh Lý A Po tử vong do sốc mất máu cấp, không hồi phục.
Nguyên nhân là do Lý A Xe và anh Lý A Po là hai anh em ruột và giữa hai anh em thời gian gần đây đã có hiềm khích với nhau liên quan đến việc thừa kế đất đai do bố mẹ để lại. Tại phiên tòa, bị cáo Lý A Xe đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý A Xe 20 năm tù giam về tội giết người. Hành vi nêu trên của bị cáo Lý A Xe là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Bản án là lời nhắc nhở tới cộng đồng dân cư, đề cao vai trò giáo dục trong gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Quần chúng cần nắm bắt tốt tình hình địa bàn, sớm hòa giải, giải tỏa các vấn đề vướng mắc ở cơ sở để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường đã tập trung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan phòng ban huyện cơ bản đầy đủ, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 100% cán bộ công chức cấp huyện, xã được trang bị máy tính trong hoạt động công vụ, 100% các cơ quan đơn vị quản lý sự nghiệp của huyện có mạng Internet ADSL, 100% cơ quan đơn vị sử dụng chữ ký số trong hoạt động quản lý điều hành. Toàn huyện đã sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng nhà nước. Từ đầu năm đến nay, Tổ Kiểm Lâm Cơ Động và Tổ Công tác Liên ngành huyện Mường Tè đã tiến hành trên 30 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua đó phát hiện, xử phạt hành chính 25 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ mua bán lâm sản trái pháp luật, 9 vụ phá rừng, 10 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 1 vụ cháy rừng. Thu giữ 3,6 mét khối gỗ các loại, gần 2 tấn thực vật rừng ngoài gỗ, xử phạt hành chính, nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Ngoài thực thi và tăng cường các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Mường Tè còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mạng lưới cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến rừng. Từ đó góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện Mường Tè đạt 67%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.